Anh xác nhận kế hoạch trợ cấp hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi bị đóng băng trong mùa đông khi Nga cắt nguồn cung khí đốt. Bắt đầu từ tháng 10 tới, mỗi hộ gia đình ở Anh sẽ không phải trả quá 2.500 bảng Anh cho năng lượng trong 2 năm tới. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và các tổ chức khu vực công về chi phí năng lượng trong 6 tháng tới và có thể lâu hơn. Theo phân tích của ngân hàng Berenberg, vì chương trình không nhắm tới mục tiêu cụ thể đến những người cần nhất mà đáp ứng nhu cầu trên diện rộng nên sẽ tương đối tốn kém ước tính có thể lên đến 150 tỷ bảng Anh. Hóa đơn năng lượng trung bình hàng năm của các hộ gia đình tại Anh đã tăng 54% trong năm nay, lên 1971 bảng Anh. Nếu không có kế hoạch mới để giới hạn giá, các hóa đơn sẽ tăng trên 3.500 bảng vào tháng 10 năm 2022, thậm chí còn cao hơn vào đầu năm sau. Trước đó, Chính phủ Đức đã công bố gói tài chính trị giá 65 tỷ euro để giúp các hộ gia đình và các doanh nghiệp trang trải chi phí năng lượng. Áo cũng cho biết sẽ đóng băng giá điện từ tháng 12 cho đến tháng 6 năm 2024. Cộng lại với nhau, Liên minh châu Âu EU và Anh cho đến nay đã hứa sẽ chi hơn 500 tỷ euro để trợ cấp cho các hóa đơn năng lượng. Tuy nhiên, các chính phủ cũng hiểu rằng cần phải làm nhiều hơn nữa khi mối quan hệ năng lượng với Nga không ngừng nóng lên.